Lâu rồi bọn mình không gặp nhau và cũng khá là lâu rồi kể từ cái video chữa bài cuối cùng của mình. Thế nên hôm nay mình quyết định mình sẽ làm một cái video chữa bài cho các bạn. Và chủ đề hôm nay sẽ là bài nghe B2 phần 2 của Viện Gớt. Ngày đầu tiên thì vẫn sẽ là intro đã. Materialien, cái trang này mình đã cho các bạn xem lần trước rồi, mình cũng sẽ dẫn link ở phía dưới nhé, để các bạn có thể download được cái phần đề này và cái phần nghe này. Ở đây phần 2 đây rồi. Đây thì Aufgaben F16 này, từ câu 11 đến câu 16 này sẽ là bài tập của mình. Vậy thì đề bài này sẽ là nói về cái gì? Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Bạn nghe một cái buổi nói chuyện với một người nổi tiếng từ trong ngành khoa học. Mình sẽ được nghe 2 lần. Cái 90 giây vẫn còn thì thôi. Ở đây vừa mới xong. Mình sẽ giải thích một chút là tại sao mình lại khoanh vào một số những cái chỗ này. Trước khi làm bài ấy, thì lúc nào cũng phải khoanh, đúng không? Khoanh xem là ở đâu trong mỗi câu hỏi thì người ta hỏi về cái gì, cái keyword là gì, và trong mỗi câu trả lời, mỗi cái đáp án trả lời ở đây thì cái keyword của mỗi đáp án là gì. Thì các bạn thấy mình chủ yếu là gạch chân những cái danh từ thôi. Có thể những cái động từ như denken này, ernähren này thì không phải lúc nào mình cũng gạch, bởi vì những cái động từ mà nghe nó kiểu rất là selbstverständlich như kiểu essen này ấy, thì Epson với cả Joyabonen nó đã là thực phẩm rồi, đã là Lebensmittel rồi. Thì tất nhiên là mình sẽ phải ăn chúng nó thôi. Cho nên là kiểu cái động từ Essen, động từ ăn ở đây ấy, có khoanh vào thì nó cũng kiểu rất là thừa thãi. Lúc mà làm bài thì mình cũng sẽ dễ bị cuống lắm. Cho nên là cố gắng làm sao để kiểu nhìn vào một phát thì mình sẽ thấy được ngay là mình cần phải nhìn vào đâu, hay là mình nhớ lại được ngay cái ý chính của từng cái đáp án trả lời này. Ich begrüße heute Dr. Helene Neuhaus, Leiterin des Instituts für gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion. Sie sagt, wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten und unsere Lebensmittelproduktion in Zukunft radikal umstellen. Fangen wir mal mit der Ernährung an. Frau Neuhaus, was muss sich da vor allem ändern? Auf jeden Fall ist es gut, wenn wir uns über die Folgen unserer Ernährung bewusst werden. Was bedeutet es für die Umwelt, wenn ich mich für ein bestimmtes Essen entscheide? Was hat das für Konsequenzen, wenn ich Fisch oder Rindfleisch wähle oder wenn ich mich stattdessen vegetarisch ernähre, das heißt vielleicht Sojabohnen oder Erbsen esse, um Proteine zu mir zu nehmen? Bleiben wir vielleicht mal beim Fleisch, weil ja viele sagen, das können wir uns auf Dauer gar nicht leisten, so viel Fleischkonsum. Wie ernähren wir die wachsende Weltbevölkerung, ist ja die Frage, die... Các bạn để ý lúc nãy ông dẫn chương trình đã nói về bleiben wir bei dem Thema Fleisch, tức là ở đây là đã bắt đầu chuyển cái chủ đề nói chuyện sang câu 12 rồi đấy. Bạn nào vẫn đang stuck ở câu 11 thì chú ý nhé. Dahinter steht. Wir beobachten heute, es gibt in vielen Ländern immer mehr Menschen, die sich Fleisch leisten können. So entsteht eine wachsende Nachfrage nach Fleisch. Man kann dort aber nicht einfach die Fleischproduktion entsprechend erhöhen. Aber womit lässt sich Fleisch denn ersetzen? Eine mögliche Alternative sind Insekten. Also zum Beispiel Käfer oder ähnliches. Frittiert schmecken sie ähnlich wie die Haut von Brathähnchen. Man kann Insekten auch karamellisieren oder in Schokolade tauchen. Sie lassen sich auch gut für verarbeitete Produkte nutzen, zum Beispiel Insektenriegel statt Schokoriegel. Die Zubereitung kennt keine Grenzen. Haben Sie solche Insektenriegel schon probiert? Meine Kollegin hat sie gekostet. Sie sagt, sie sind sehr lecker. Warum ist in Asien der Insektenkonsum in den letzten Jahren so stark gestiegen? Dort war das Essen von Insekten schon immer eine Selbstverständlichkeit. Früher hat man Käfer, Raupen und viele andere Insekten im Wald und auf Feldern mühsam gesammelt. Heutzutage dagegen werden sie in landwirtschaftlichen Betrieben gezüchtet. Ein zweites großes Thema ist dafür Sie das Umdenken bei der Landwirtschaft. Ein aktueller Trend in... Chết, câu vừa rồi mình nghĩ mất tập trung rồi. Không nghe được. À, rồi câu này tí nữa phải chú ý này. Bây giờ nghe tiếp sang câu 15. Mình đã có nhắc đến Lan rất sharp rồi. Westlichen Metropolen ist es, Gemüse im Hochhaus oder in Gärten in der Stadt anzubauen. Was sagen Sie dazu? Also, ich halte das für sehr zukunftsweisend. Denn da spart man vor allem Wasser. Da spart man Dünger. Es rentiert sich auf jeden Fall für den Anbau von Salat und Kräutern. Allerdings ist der Anbau sehr stromintensiv. Und für die Produktion anderer Nutzpflanzen wie Weizen und Kartoffeln werden immer noch große Flächen gebraucht. Sie forschen ja auch zum Thema individualisierte Landwirtschaft. Was ist das genau? Es geht darum, mehr Rücksicht auf die Lebensqualität der Tiere zu nehmen. Dass zum Beispiel in der Milchproduktion ein Computer erkennt, ob und wie viel Milch die Kuh gerade hat. Eigentlich ist es nur eine intelligente Melkmaschine, die da eingesetzt wird. Herzlichen Dank, Frau Dr. Neuhaus, für dieses interessante Gespräch. Ich begrüße heute Dr. Helene Neuhaus, Leiterin des Instituts für gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittelproduktion. Sie sagt, wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten und unsere Lebensmittelproduktion in Zukunft radikal umstellen. Fangen wir mal mit der Ernährung an. Frau Neuhaus, was muss sich da vor allem ändern? Auf jeden Fall ist es gut, wenn wir uns über die Folgen unserer Ernährung bewusst werden. Câu này cũng chính là một cái cách paraphrasieren của cái câu A mình hiểu như thế, bởi vì consequence là hậu quả. Nó cũng đồng nghĩa với Folgen thôi, chỉ có cái consequence thì nó mang nghĩa tiêu cực hơn một chút. So với Folgen thì có thể là kết quả. Nhưng mà consequence thường sẽ là hậu quả, mang tính nghĩa xấu. Sudenken thì cũng giống như là bewusst werden, tức là kiểu ý thức được. Thế nên mình khá chắc câu 11 này đáp án sẽ là A. Khoanh luôn vào đây nhé. Was bedeutet es für die Umwelt, wenn ich mich für ein bestimmtes Essen entscheide? Was hat das für Konsequenzen, wenn ich Fisch oder Rindfleisch wähle oder wenn ich mich stattdessen vegetarisch ernähre, das heißt vielleicht Sojabohnen oder Erbsen esse, um Proteine zu mir zu nehmen? Hai câu vừa rồi thì cô không nói chủ yếu nghiêng về một cái lựa chọn ăn uống nào cả, fly for fish hoặc là Epsilon Bonen, mà chỉ đơn giản hỏi là cái hậu quả sẽ là gì khi chúng ta ăn thịt và cá, hay hậu quả sẽ là gì khi chúng ta chỉ ăn chay thôi. Thế nên là cả hai câu B và C này đều không phải, mà nó chỉ là kiểu để đánh lạc hướng thôi. Bleiben wir vielleicht mal beim Fleisch, weil ja viele sagen, das können wir uns auf Dauer gar nicht leisten, so viel Fleischkonsum. Wie ernähren wir die wachsende Weltbevölkerung, ist ja die Frage, die da... Câu này ông ấy hỏi là thế làm thế nào để chúng ta có thể... nói chung là cái vấn đề ăn thịt thì như thế nào, mình cũng không nhớ rõ cái ý hỏi của ông ấy là gì. Nhưng mà bà ấy sửa lại là cái câu hỏi quan trọng ở đây là làm thế nào chúng ta có thể kiểu nuôi ăn được một cái dân số thế giới mà càng ngày càng tăng lên. Đấy mới là câu hỏi quan trọng. Thế nên wie ernähren wir die wachsenden cái gì Weltbevölkerung ist die Frage. Cái mẫu câu, cái gì đấy, ist die Frage, nó cũng khá là hay để các bạn có thể áp dụng vào bài thi nói. Ví dụ, Popularität der digitalen Lerngeräte ist nicht die Frage, sondern wie wir damit umgehen, ist die Frage chẳng hạn. Cái sự phổ biến của những cái dụng cụ học điện tử nó không quan trọng, mà quan trọng là cách chúng ta biết dùng nó như thế nào. Đúng không? Nghe rất là hay đúng không? Dahinter steht. Wir beobachten heute... Es gibt in vielen Ländern immer mehr Menschen, die sich Fleisch leisten können. Es gibt immer mehr Menschen, die sich Fleisch leisten können. Sich etwas leisten. Sich etwas. Nhớ là cái chỗ da, sich này phải là dativ nhá. Sich etwas leisten. Có nghĩa là có thể mua được một cái gì đấy. Có đủ tiền để mua một cái gì đấy, để có được một cái gì đấy. So entsteht eine wachsende Nachfrage nach Fleisch. Nachfrage, nach Fleisch cũng khá là hay. Die Nachfrage có nghĩa là nhu cầu, như kiểu trong cung với cầu ấy. Nach etwas là nhu cầu một cái gì đấy. Die Nachfrage nach Fleisch, die Nachfrage nach Bildung, nhu cầu về giáo dục. Man kann dort aber nicht einfach die Fleischproduktion entsprechend erhöhen. Aber womit lässt sich Fleisch denn ersetzen? Cái câu đấy cũng chính là đồng nghĩa với cái câu C này, men mentioned have an increase for flies, càng ngày càng có nhiều người có đủ tiền để ăn thịt hơn. Thì thật ra cả hai câu này đều đúng nhỉ? Tất nhiên là dân số thế giới đang càng ngày càng tăng lên rồi, với cả men càng ngày càng có nhiều người có đủ tiền để ăn thịt. Thế thì đáp án đúng cho câu này là gì? Cái fleisch production, cái Stiegen này thì sai rồi, bởi vì bà ấy nói là wir können die Fleischproduktion damit nicht einfach erhöhen, ý là như thế. Ok, thế mình nghĩ chắc là sẽ vào câu C này. Câu C này chắc là đúng. Tại vì dân số thế giới tăng nhưng không đồng nghĩa với việc là nhiều người sẽ có nhiều người hơn có thể ăn thịt. Nó không kiểu là direct grund. Tại vì có thể là càng ngày càng có nhiều người được sinh ra hơn, nhưng mà đâu phải là tất cả những người đấy đều có tiền để mà ăn thịt, đúng không? Thế thì chắc là cái câu C này nó sẽ kiểu có lý hơn, nó sẽ make sense hơn với câu hỏi này. Eine mögliche Alternative sind Insekten. Also zum Beispiel Käfer oder ähnliches. Insekten là các cái alternative cho thịt, tức là những cái cách thay thế thịt. Thì bà ấy còn nói đến con Käfer. Käfer là con bọ cánh cứng. Der Käfer, bọ cánh cứng. Die lassen frittiert schmecken sie ähnlich wie die Haut von Brathähnchen. Là khi mà frittiert cũng là một từ hay nếu như các bạn sang đây kiểu học mà về koch, học nấu ăn các thứ ấy. Frittieren có nghĩa là rán ngập dầu, rán như kiểu chiên rán trong các cái món fast food ấy, mà kiểu có chiên xù các thứ. Frittieren, đúng rồi. Man kann Insekten auch karamellisieren oder in Schokolade tauchen. Sie lassen sich auch gut für verarbeitete Produkte nutzen, zum Beispiel Insektenriegel statt Schokoriegel. Die Zubereitung kennt keine Grenzen. Thế thì đáp án ở đây là gì? Khi mà frittieren, khi mà rán ngập dầu thì chúng nó có vị như là Hähnchenfleisch, có vị như là Brathähnchen, là gà rán, và chúng nó cũng có thể dùng làm sô-cô-la hay là kiểu làm những cái thanh kẹo. Thay vì thanh kẹo sô-cô-la, Schokoriegel thì mình có thể làm Insektenriegel, ý là như thế. Thế thì đáp án không phải là C, A hay là một cái kiểu cụ thể nào, mà là nó rất là chung chung. Es gibt viele Zubereitungsarten, như cái câu kết bài nói là Die Zubereitungsarten kennen keine Grenzen, ý là như thế. Mà đã lại câu 13 này khá chắc nó sẽ là cả lại. Đến câu 14 mà mình kiểu Haben Sie solche Insektenriegel schon probiert? Meine Kollegin hat sie gekostet. Sie sagt, sie sind sehr lecker. Warum ist in Asien der Insektenkonsum in den letzten Jahren so stark gestiegen? Dort war das Essen von Insekten schon immer eine Selbstverständlichkeit. Das Essen von Insekten schon immer eine Selbstverständlichkeit. Ở đó thì cái việc ăn côn trùng luôn là một điều hiển nhiên rồi. Thì thay vì cái tính từ Selbstverständlich ở đây, bái thêm cái đuôi Kite vào và biến nó thành một danh từ là một sự hiển nhiên. Dort ist das Essen von Insekten schon immer, lúc nào cũng là eine Selbstverständlichkeit. Früher hat man Käfer, Raupen und viele andere Insekten im Wald und auf Feldern mühsam gesammelt. Mühsam là kiểu rất là mệt mỏi, rất là kiểu khó nhọc ấy. Kiểu sao mà người ta đã luôn kiểu phải thu thập những cái con bọ cánh cứng, còn Rauben là con gì mình chịu. Heutzutage dagegen werden sie in landwirtschaftlichen Betrieben gezüchtet. Landwirtschaftlichen Betrieben gezüchtet. Khá là nhiều từ Spezial, đúng không? Betrieb, bạn có thể biết từ này. Der Betrieb là một cái doanh nghiệp. Thì landwirtschaftlicher Betrieb là một doanh nghiệp về nông nghiệp. Và cái züchtet là quá khứ của züchten, có nghĩa là chăn nuôi. Züchten, chăn nuôi. Tôi định viết chăn nuôi theo kiểu chăn nuôi, không thể chịu được. Betrieb là doanh nghiệp. Zweites großes Thema ist dafür Sie das Umdenken bei der Landwirtschaft. Ein aktueller Trend. Thế là hết cái câu 14 này rồi đấy, mà cũng không rõ được là cái ý chính ở đây là gì nữa. Cái câu Cái lý do chính ở đây là gì nữa? Không, bà không nói gì đến các cái loại injection này, chỉ phân vân giữa B và C thôi. Thì thật ra mình nghĩ B này nó có khả năng hơn. Ý là kiểu cũng có các cái doanh nghiệp lớn nhỏ người ta có thể chế biến nhưng mà không thành được một ngành công nghiệp như kiểu công nghiệp hóa dầu hay công nghiệp gì. Und in westlichen Metropolen ist es, Gemüse im Hochhaus oder in Gärten in der Stadt anzubauen. Was sagen Sie dazu? Also, ich halte das für sehr zukunftsweisend. Denn da spart man vor allem. Also, một cái tính từ rất là hay, đấy là zukunftsweisend. Zukunftsweisend. Là sao? Là tương lai các bạn biết rồi, thế nhưng mà weisend ở đây thì rất là hay bởi vì Vision nó có cái động từ vision có nghĩa là kiểu hướng dẫn đấy, hướng một ai đến một cái nội dung, một cái giải pháp nào đấy, một cái Richtung, một cái hướng đi nào đấy. Thế nên là kiểu cái cách làm là chăn nuôi các thứ ở metropole, ở các cái đô thị lớn hay là ở trong Hochhaus, những cái tòa nhà cao tầng là rất là kiểu hướng về tương lai, ý là kiểu một cái giải pháp rất là hiện đại. Allem Wasser, da spart man Dünger. Dünger là phân bón để dùng gíp cho nó cute. Đợi tí nha, mình muốn tìm cục ship. A few moments later. Đây, số ôi. Ơ kìa, nó không đọc được. Ghét rồi. Thế thôi, phân bón. Ok. Rentiert sich auf jeden Fall für den Anbau von Salat und Kräutern. Allerdings ist der Anbau sehr stromintensiv und für die Produktion anderer Nutzpflanzen wie Weizen und Kartoffeln werden immer noch große Flächen gebraucht. Câu này thì nó cũng khá là rõ ràng để hiểu rồi đúng không? Sehr stromintensiv này tức là tốn rất là nhiều điện. Thì cái tính từ stromintensiv này nó cũng khá là hay. Thay vì nói là verbraucht viel Strom hay là es kostet viel Strom thì có thể nói là stromintensiv, tốn nhiều điện này. Tương tự mình cũng có thể nói là kostenintensiv là kiểu tốn rất là nhiều chi phí. Ví dụ die Versorgung der Schulen mit Computern ist sehr kostenintensiv chẳng hạn. Versorgung die Ausstattung thì chắc là nghe ổn hơn. Cái việc trang bị cho các trường học đủ máy tính thì nó rất là tốn tiền, nó tốn rất là nhiều tiền. Cái doping này bắt đầu có tác dụng rồi đấy, mình bắt đầu nói nhiều kiểu ba hoa rồi đấy. Sie forschen ja auch zum Thema individualisierte Landwirtschaft. Was ist das genau? Individualisierte Landwirtschaft là nông nghiệp cá nhân hóa. Es geht darum, mehr Rücksicht auf die Lebensqualität der Tiere zu nehmen. Dass zum Beispiel in der Milchproduktion ein Computer erkennt, ob und wie viel Milch die Kuh gerade hat. Eigentlich ist es nur eine intelligente Melkmaschine, die da eingesetzt wird. Herzlichen Dank. Thế là hết cái ý bà nói. Câu cuối của bà là mình hơi phân vân một tí vì bà nói là eigentlich ist es nur eine intelligente Melkmaschine. Melkmaschine tức là sao? Tức là một cái máy để thông báo thôi chứ nó không làm gì hơn. Melkmaschine. Melk này là trong melden nhé, melden thông báo. Có nghĩa là nó chỉ kiểu thông báo cho con người biết là hôm nay con bò đã ăn được bao nhiêu cỏ chứ nó không làm gì được hơn. Nó khá là detailliert rồi chứ nó không thể tổng quát được như là cái câu A die Produktion passt sich an das einzelne Tier an. Có nghĩa là cả cái quá trình sản xuất nó sẽ kiểu lựa và nó sẽ làm cho phù hợp với từng con vật một. Có nghĩa là mình nghĩ câu B này là đúng hơn. Chả biết đúng không? Rồi xem đáp án nhé. Mình nói lắm quá. Lời dùng đầy. Bây giờ mình muốn paste cái hình ảnh đấy vào. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Câu 11 là A này, câu 12 là C này, câu 13 là B. Rồi, câu 14 là B, câu 15 là A, câu 16 là A. Tuyệt vời. Câu 16 không phải là B. Sie forschen ja auch zum Thema individualisierte Landwirtschaft. Was ist das genau? Es geht darum, mehr Rücksicht auf die Lebensqualität der Tiere zu nehmen. Đầu tiên này bạn cũng không nói gì đến cái kiểu einzelne Tier. Es geht darum nhé. Es geht darum, mehr Rücksicht auf die Lebensqualität der Tiere zunehmen. Trong câu này có hai cái cần chú ý, đấy là es geht darum này, đây chính là cái mẫu câu mà nó là về, giống như kiểu cái câu mà bộ truyện kể về, bộ phim kể về, thì đây cũng là như thế. Bài đang kể về cái Forschung, cái việc nghiên cứu của bài ấy là về cái gì, nó là về việc mehr Rücksicht auf cái gì đấy nehmen, tức là quan tâm hơn đến một cái gì đấy. Thì bạn cũng có thể dùng cái mẫu câu này đối với một cái trường hợp khác, ví dụ như là Ich möchte, dass du mehr Rücksicht auf unsere Kinder nimmst chẳng hạn. Em muốn là anh quan tâm hơn đến những đứa con của chúng ta. Sao cái ví dụ này nghe nó kiểu sặc mùi khủng hoảng tuổi 25 ấy nhỉ? Các bạn cũng có thể nói là Ich möchte mehr Rücksicht auf meine Familie nehmen. Tôi muốn quan tâm hơn đến gia đình của mình, auf meine Freunde, các thứ. Như thế thì nghe nó đỡ có gia đình hơn. Chả hiểu sao mình nghĩ ra được cái ví dụ đấy. Nhưng mà quay lại chủ đề chính. Computer zeigt an, wie viel Milch einer Kuh gegeben hat. Zum Beispiel in der Milchproduktion ein Computer erkennt, ob und wie viel Milch die Kuh gerade hat. Eigentlich ist es nur eine intelligente Melkmaschine, die da eingesetzt wird. Herzlichen Dank, Frau Dr. Neuhaus, für dieses interessante. Zum Beispiel ein Computer zeigt an. Tức là đấy chỉ là một trong những ví dụ thôi, chứ không phải là chỉ có cái Forschung của bài là chỉ bao gồm mỗi một cái máy tính này. Forschung người ta cũng có thể làm nhiều thứ, người ta có thể Forschung một cái rất là tổng quát, kiểu một cái hệ thống những cái cách làm, hay là chỉ nghiên cứu đúng một cái máy tính mà kiểu sẽ thông báo cái thứ này thôi, người ta có thể làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà thôi, đáp án bảo A thì A, quan trọng là mình khai ít là được. Nói chung là cũng sẽ có những cái trường hợp mà kiểu mình hiểu một kiểu nhưng mà đáp án lại hiểu một kiểu ấy, đáp án lại cho một kiểu ấy, thì lúc đấy đáp án là người có quyền cao hơn mình, cho nên là thiên sư. Vấn đề ở đây mình nghĩ là bài này các bạn sẽ phải tập nghe hiểu ý chính nhiều, và cũng phải argumentia, cần phải tranh luận được một chút trong đầu mình ấy, là kiểu đáp án nào nó sẽ make sense, nó sẽ kiểu margin ở đây, đáp án nào không. Không biết là trong phòng thi thì mình có đủ neuron để mà mình nghĩ ra được như thế không? Đó, cho nên là cái bài thi B2 như kiểu nó test cả EQ của mình nữa, mà EQ chắc là mình không có nhiều. Mà đại loại, đấy sẽ là bài chữa phần 2 của mình. Thế thôi, mong là mình có thể giúp được các bạn một chút trong quá trình học và ôn thi. Và cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Chúc các bạn thi tốt. Bạn nào mà sắp thi thì mình chúc các bạn thi tốt, mà bạn nào chưa thi thì mình chúc các bạn ôn tốt. Bạn nào mà không thi, không ôn gì cả thì chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, một tuần vui vẻ. Thế nhé, hẹn gặp lại lần sau. Bye.